vị tình thân tập 44, Nam biết bố ruột, ông sẽ nhận mình là kẻ giết người. Trong review tập 44 bộ phim Hương vị tình thân, ông Sinh đã nói với Nam về việc mình chính là bố ruột của cô. Trong tập 43 bộ phim Hương vị tình thân, trong khi bà Xuân đến nhà bà Sa để ba mặt một lời, làm rõ việc Thi và Huy yêu nhau. Tuy nhiên, khi chuyện cũ chưa giải quyết xong, Huy xuất hiện từ trong nhà bà Sa, bé Thi đang trong tình trạng mệt mỏi từ trên tầng xuống. Nhìn thấy Thi nôn khan, có biểu hiện của phụ nữ mang thai, hai người bạn của bà Sa và Xuân khẳng định Thi mang thai con của Huy. Việc này đã khiến bà Sa rất bực tức, đánh Huy trước mặt mọi người. Trước sự việc trên, Huy chỉ giải thích, cháu yêu và sẽ có trách nhiệm với Thi. Nghe lời Huy nói, bà Sa đặt vấn đề, gia đình bà Xuân đều phản đối mối quan hệ của Huy và con gái bà. Vì vậy, bà Sa cũng phải đối Thi đến với Huy. Thế nhưng cháu đã làm gì? Đàn ông đào hoa thì không sao cả, nhưng phụ nữ không được như thế. Cháu có hiểu không? Giờ cái Thi phải sống thế nào? Cô phải đối diện với hàng xóm làng giềng thế nào đây? Bà Sa nói, thấy con mình bị mắng, bà Xuân đã bảo vệ con. Bà Xuân cho rằng tình yêu là tự nguyện, không phải ép buộc. Trong lúc căng thẳng, Huy đã giải thích, chúng con đều là người trưởng thành, biết mình được và không được làm gì. Chúng con hy vọng các mẹ để cho con tự quyết định chuyện tình cảm của mình. Con sẽ cưới Thi. Trở về nhà, bà Xuân đã đề nghị họp gia đình gấp. Trong cuộc nói chuyện, bà Xuân nói về chuyện Thi có thai với Huy. Tuy nhiên, bà dần cho rằng điều này cần phải kiểm tra lại. Vậy nhưng, Huy chia sẻ, dù Thi có dính hay không, con cũng cưới cô ấy ạ. Khó khăn trong việc khuyên bảo con, bà Xuân đề nghị Long phải can thiệp. Tuy nhiên, anh trai của Huy chia sẻ, bọn con đã nói rất nhiều về chuyện này, còn quyết định thế nào là ở em con thôi. Trình bày nguyện vọng của mình, Huy nói với bà dần, cháu chỉ còn một lời cuối cùng này thôi ạ. Cháu với Thi yêu nhau thật lòng. Cháu xin phép bà, con xin phép bố mẹ để cho bọn con làm đám cưới ạ. Nghe xong, bà dần bày tỏ, bà biết cháu là đứa ít nói, đã nói là làm, dù trời có sập. Nhưng hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời, lại là danh giá của gia đình mình, không thể bỏ qua nền nếp gia phong. Nhưng nếu thực sự cái Thi có thai rồi thì bà cũng không thể nhẫn tâm xử lý theo nguyên tắc được. Ngày xưa, mẹ cháu có thai trước, bà cũng không cấm cản vì nghĩ đó là giọt máu của nhà mình. Cháu phải đưa cái Thi đến bệnh viện, kiểm tra cho chắc chắn đi rồi về báo cáo lại. Trong tập 44 bộ phim Hương vị tình thân, tại cơ quan, Thi tỏ ra tức giận khi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Hồng, nhân viên công ty, và Nam. Cô ông anh lại chuyển sang tán ông em, để đạt được mục đích của mình là bất chấp mọi thủ đoạn, cô biến thành tiên. Còn cô này bất chấp, Hồng nói. Ở diễn biến khác, bà Xuân có màn tự tử hài hước ở nhà để phản đối việc Huy đến với Thi. Theo đó, bà Xuân nhảy xuống bể bơi để tự tử. Tuy nhiên, khi thấy mẹ làm điều dại dột, lòng thay vì ngăn cản lại bảo bà Xuân dừng lại vì bể bơi chỉ cao 1m², trong khi đó bà Xuân cao 1m7. Một chi tiết đáng chú ý ở phần cuối review tập 44 bộ phim Hương vị tình thân là Việt Nam đã nhận ra bố ruột của mình, xúc động trong lúc nhận con. Ông Sinh chia sẻ, bố không bỏ con, chỉ vì hoàn cảnh thôi con. Nghe lời của bố ruột, Nam vừa khóc vừa trách móc, lúc nào cũng là hoàn cảnh, là bố không yêu con. Nghe con gái nói, ông Sinh đau lòng nói, bố yêu con mà Nam, bố yêu con hơn cả sinh mạng của bố. Vậy nhưng, Nam vẫn không chấp nhận, cô cho rằng, bố yêu con mà bố bỏ rơi con suốt hơn 20 năm như thế à. Đến bước đường cùng, ông Sinh đã phải nói ra sự thật với Nam, bố là kẻ giết người con ạ. Tập 44 bộ phim Hương vị tình thân sẽ phát sóng lúc 21 giờ ngày 18 tháng 6 trên kênh VTV1.